Em sẽ về. Với điều kiện ý, anh phải thuê một căn nhà hoặc một căn chung cư. Nhỏ cũng được, chứ em không được chui giúp cùng anh chuyện xóm trọ bẩn thỉu gì đâu. Mày nói cái kiểu gì đấy? Mày không nhớ là anh em mình hồi mới lên đây ấy, còn phải ở cái nơi không được như thế cơ. Em không quên, nhưng mà làm người ấy phải nhìn lên mà cố gắng, chứ đừng nhìn xuống mà bằng lòng với hoàn cảnh. Mày không nói thì anh cũng hiểu. Nhưng mà thôi, chịu khó một thời gian rồi anh sẽ chiều theo ý của mày. Trước mắt thì anh sẽ cố gắng lắp cho mày một cái điều hòa cho đỡ nóng. Nếu anh muốn em về thì đấy là điều kiện của em. Không thì kệ em đi. Gớm, làm như xã hội này toàn người xấu không bằng ấy. Em chẳng khôn chán, chứ không á, giờ này vẫn còn ngồi trong kia kìa. May mắn thôi, không có nói hay được đâu. Hôm qua mà mày dương tính với chất cấm ấy, bây giờ có ngồi đây mà ăn được không? Không phải dọa em không ngu. Tao không dọa mày, nhưng đi đêm lắm là có kẻ gặp ma đấy. Mày mà còn giao du với cái đám bạn đấy thì có chắc là chúng nó không lôi mày vào con đường nghiện ngập, rồi là lợi dụng mày làm những việc phi pháp không? Tao chỉ nói vậy thôi. Mà mày vẫn còn hy vọng vào thằng Sơn ấy, thì tao sẽ đưa mày tới gặp nó. Được, đi luôn. Em cũng đang muốn rõ ràng đây. Làm trò dại dột như thế, nhưng anh không phanh kịp có phải dở không? Em tưởng anh đang hối tiếc phải phanh lại chứ. Em đừng nghĩ xấu anh như thế mà sai tim anh ở đây. Tại sao mụ vợ anh biết chỗ em ở? Đã có chuyện gì? Anh nói thật đi. Hôm đó em nhìn thấy xe anh đỗ ở bên ngoài. Tại sao anh để chị ta làm như thế với em? Khổ quá, chuyện anh hoàn toàn không biết gì cả. Thế anh giải thích sao về chiếc thẻ này? Đừng có nói mụ vợ anh khóa thẻ. Em cứ nghĩ xấu anh như thế nhở? Thôi lên xe đi chỗ khác nói chuyện. Tỏ ra chuyện khóa thể, cắt hợp đồng nhà. Anh tính cắt đứt mối quan hệ đúng không? Anh ăn xăm chửi mẹ kiểu khốn nạn như thế à? Khổ quá, bởi anh nói gì em cũng không tin. Nhưng mà anh thề, chuyện này anh hoàn toàn bất ngờ, anh không biết gì cả. Còn chuyện cái thẻ có gì anh sẽ giải quyết sau. Thôi lên xe đi chỗ khác nói chuyện. Có chuyện gì đây? Chào nha. Anh đang dừng xe tự nhiên chặn đầu xe mình. Em không tin xem camera hành trình của em. Mà cô vô liêm sỉ vừa thôi. Cô đừng ngồi chài tôi nữa. Tôi báo công an cô tội tống tiền đấy. Cô biến đi. Chồng tôi đã nói như thế rồi, cô còn đứng đấy làm gì? Biến đi. Được, giờ thì tôi hiểu rồi. Chị giữ chồng chị đi, nhốt cho chặt vào, sổng ra lại mất công đi lùa. Cậu chờ chị này. Mày thích thách thức tao à? Bỏ ra. Dừng lại. Mày đứng dậy. Làm trò đây hả? Bỏ ra. Theo tôi vào nhà. Đi về. Bây giờ mình là doanh nghiệp rồi. Mình đi buôn nhưng mình có nuôi cá đâu. Có tiền ý, chung vốn làm ăn với bác. Chắc em đi tìm cơ hội khác. Em đi lên thành phố. Lên trên này cuộc sống nó phức tạp lắm, chứ có giống như ở dưới quê đâu. Lạc quan lên. Thằng này có bất tài vô dụng nhưng cũng không chấp nhận người khác cắm sừng nhá. Anh lấy đâu ra suy nghĩ điên rồ đấy đấy. Chủ hiếu là người thế nào, anh Kỳ với em là người rõ nhất. Đói cho sạch, rách cho thơm. Anh phải học tính lạc quan như anh Mến ấy. Tôi tin một người mạnh mẽ như anh chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ tổ ấm của mình. Anh em mình là phải cố gắng thật nhiều. Từng tí một, kiểu gì nó sẽ không khá. Đã đi thì
phải kiên trì, không được nản chí. Lúc nào mình cũng vậy, có cái chí là tiến lên, không được lùi lại.